Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimetine. Trong tập 97 của Thế Giới Hoàn Mi, Thanh Hào trước khi đi lên thượng giới, hắn đã đi vào hư thần giới một lần nữa để tập hợp đủ 8 miếng đồng thau. Khi Thanh Hào đang sở hữu 6 miếng đồng thau, Thanh Hào gặp được điều gia và tinh bích dẫn đi vào một nơi. Ở đây Thanh Hào đã phải đánh nhau với một cô gái phượng vũ của tiên viên. Chuyển sang tập 98 của Thế Giới Hoàn Mi, Thanh Hào đánh lén phượng vũ đã hóa thành cô gái 8 tuổi bỏ chạy. Thanh Hào lùa theo túm lấy phượng vũ. Phương Vũ đã gọi điện thoại cho người thân là đã tảng cứu cô. Thạch Hào đã chặn Phương Vũ không cho gọi, khiến Phương Vũ vẫn cay Thạch Hào đánh lén mình. Phương Vũ đã biến mất khỏi hư thần giới, hẹn lần sau sẽ tìm Thạch Hào đánh nhau. Sau đó Thạch Hào nghe lời điều ra và tinh bích phải đi qua cánh cửa đá hoàng kim thứ hai, mà một số người đang có mặt cho biết sau cánh cửa đá chính là thượng giới tên là linh giới. Lúc này đám người linh viên màu đỏ của linh giới xem Thạch Hào là ai. Thạch Hào giới thiệu mình là Hạo Thiên. Rất nhiều người của linh viên đã lao vào đấm đá túi bụi Thạch Hào. Thạch Hào đã sút cho mỗi thằng một cái, ngồi im thin thít không dám di chuyển. Hắn bắt đầu chào hỏi đám người linh viên. Người linh viên giới thiệu mình là thượng giới Thiên Tiên Châu của Hỏa Vân Đông. Thì một tên bạch ngân của linh viên đã xuất hiện. Rất nhiều người linh viên đã niệm kinh. Một bông hoa đã xuất hiện đánh vào Thạch Hào. Thạch Hào đã dùng hết sức mạnh của mình mới có thể để lui bông hoa. Sau đó Thạch Hào đã bật cánh côn bằng di chuyển đánh tên bạch ngân chảy cả máu mồm bị bắt trói. Tiếp đến người của cự thạch đi đến muốn tấn công Thạch Hào. Thạch Hào cho đá tần thạch ra cắn hết đám người cự thạch bằng đá. Vì vậy người của linh tộc thượng giới nghe tin Thạch Hào đang quẩy ở hư thần giới. Chân Lôn được gọi là linh vương từ linh tộc đi xuống hư thần giới gặp Thạch Hào. Hắn đã lao vào tấn công Thạch Hào túi bụi. Tuy nhiên Thạch Hào đã dùng chân đạp bay cả Chân Lôn, khiến Chân Lôn sợ Thạch Hào có thể phá nát cả cơ thể kim cương bất hoại của Tây Phương Giáo. Nhưng đổi lại Thạch Hào đã bị Chân Lôn cầm cây phóng lợn đâm xuyên cả bàn tay của mình. Chân Lôn giới thiệu về anh trai của mình còn mạnh hơn mình gấp mấy lần. Thạch Hào cho Chân Lôn rời đi về gọi anh trai đến nơi này. Ở diễn biến tiếp theo, một người đã ngồi tại một chỗ đã dùng mặt trời áp chế Thạch Hào đứng im. Thạch Hào đã dùng kiếm khí va chạm với mặt trời nổ tung để thoát. Và ra đây chính là Đằng Nhất Chí Tôn trẻ tuổi của tộc Hỏa Kim. Lúc này Đằng Nhất mới nể về sức mạnh của Thạch Hào. Và lần này hắn đi đến nơi này sẽ bắt Thạch Hào mang về làm người hầu, bảo vệ sân nhà cho hắn. Thạch Hào nghe vậy tất nhiên muốn tát vỡ alo mồm của Đằng Nhất. Đằng Nhất dùng tay kia đấm tay trái cầm mặt trăng và tay phải cầm mặt trời, đã tạo ra một trận pháp đang chấn áp Thạch Hào. Thạch Hào dùng dấu ấn hình côn ngư va chạm với trường của Đằng Nhất hòa nhau. Đằng Nhất dùng cánh tay màu đỏ đánh về phía Thạch Hào. Thạch Hào dùng tay có hình chim cũng va chạm với Đằng Nhất một lần nữa. Lúc này Đằng Nhất trên bầu trời tạo ra rất nhiều ngôi sao bắn về phía Thạch Hào. Thạch Hào dùng hai tay âm dương đánh về phía Đằng Nhất. Hai bên vẫn chưa hề phân thắng bại. Một lần nữa Đằng Nhất tạo ra hỏa kim bảo bình ấn. Mà theo như mọi người đây chính là cốt thư đã bị thất truyền. Thì một con kimô hình thành bay thẳng về phía Thạch Hào. Thạch Hào vẫn dùng hai luồng khí âm dương trên tay chống đỡ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.